anh em đang tìm kiếm một chiếc bàn phím custom dùng để tăng cao trải nghiệm gõ khi đã quá chán với những chiếc bàn phím cao su truyền thống, một chiếc bàn phím mà anh em có thể mod mic, vọc vạch hết mức có thể, từ vỏ cây, bản mạch cho đến switch và thậm chí là cây cáp, thì hãy bỏ qua video này, vì chiếc bàn phím mình giới thiệu ngay sau đây sẽ không phải là chiếc bàn phím mà anh em đang tìm kiếm đâu. Thế nhưng những người đã sử dụng chiếc bàn phím này thì họ sẽ không quan tâm đến điều đấy, bởi đây là một chiếc bàn phím gaming. Black Widow V4 đến từ thương hiệu Razer, một thương hiệu đã cực kỳ nổi tiếng với những cái thiết bị gaming gear. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu thử xem là em nó có gì nha. Ấn tượng đầu tiên của mình về ngoại hình của chiếc phím này chính là việc phần bề mặt top case hay còn gọi là mặt trên được hoàn thiện hoàn toàn từ hợp kim nhôm 5052, đi cùng với những chi tiết đường nét phát cảnh cực kỳ sắc sảo, kết hợp với độ hoàn thiện rất cao của Razer, cùng với mặt sau được in chữ For Gamers cùng kickstand 2 nấc và các feet cao su chống trượt đã tạo nên một chiếc bàn phím gaming thật sự cao cấp, sở hữu kích thước full size với 108 phím, kích cỡ to nhất trong những layout phím. Ngoài ra thì còn có thêm dãy 6 phím macro từ M1 đến M6 để người dùng có thể gán macro thông qua phần mềm Razer Synapse. Gán macro chính là một thuật ngữ. Thay vì anh em phải bấm một cụm phím rất lằng ngoằng để ra một skill hoàn chỉnh thì giờ đây chỉ cần một nút bấm là đã giải quyết xong vấn đề. Nghe thì rất hack game đúng không anh em? Và cũng chính nhờ những phím macro này mà những thao tác gaming được xử lý cực kỳ nhanh gọn, đến mức nếu một người chưa từng thử qua thì sẽ bảo đây là hack game. Đây chính là điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa những chiếc phím custom ưu tiên cảm giác gõ và phím gaming, dành tất cả mọi lợi thế để gaming tốt nhất. Đặc biệt, chiếc phím này còn cụm phím bấm multimedia bao gồm 4 nút bấm và con lăn hoàn toàn bằng kim loại, hỗ trợ người chơi điều chỉnh mọi thứ từ dừng, tiếp tục video cho đến độ sáng lẫn âm lượng một cách cực kỳ tiện lợi, nhanh chóng mà không cần phải gián đoạn công việc hoặc quá trình gaming của người sử dụng. Razer Black Widow V4 được trang bị LED RGB full phím và có cả LED viền hai bên hông. Tất cả đều có thể chỉnh qua phần mềm Razer Synapse và sẽ có hai loại switch cơ học độc quyền của Razer là Yellow Switch Layer và Green là Leaky. Tuổi thọ đều là 100 triệu lần nhấn, lực nhấn lần lượt sẽ là 45 RAM cho Yellow và 50 RAM cho Green. Và cũng theo những gì Razer đã công bố thì chiếc bàn phím này sẽ có một phương thức kết nối duy nhất, đó là qua cổng Type-C. Và khi mà anh em đã kết nối qua cổng Type-C thì baud rate trên chiếc bàn phím này sẽ là 8000Hz, một con số vô cùng khủng khiếp. Có nghĩa là chiếc bàn phím này sẽ phản hồi 8000 lần với lại tín hiệu PC của các bạn trong vòng 1 giây. Về cây cáp thì đây là một điểm trừ khi Razer họ sử dụng cây cáp loại ABS xuyên LED khá mỏng, đem đến trải nghiệm sử dụng không được đã tay. Tuy nhiên, Razer cũng đã lót thêm foam tiêu âm cũng như là cân stab sẵn cho người dùng trên chiếc phím này nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn. Nhưng thú thật với anh em là với phiên bản Green mình đang được test ra đây thì độ phản hồi không cần phải nói tới, nhưng độ ồn thì kinh khủng khiếp anh em ạ. Nếu như mà anh em đang tìm kiếm một chiếc bàn phím để dùng cho văn phòng hoặc đơn giản hơn là để chơi game trong phòng ngủ thì anh em hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Và cuối cùng là sẽ có một đệm kê tay bằng da, khá êm, có nam châm được hít vào phím cực kỳ dễ dàng, sẽ được đi kèm theo mỗi chiếc phím. Anh em khi mua phím nhớ kiểm tra nhé. Tổng kết lại thì với mức giá gần 4 triệu đồng cho một chiếc bàn phím, và thậm chí đây là một mức giá đã được giảm giá bởi chiếc bàn phím này đã được ra mắt một thời gian rồi, thì đây vẫn là một cái giá khá đắt. Nhưng nếu như mà anh em đang tìm kiếm một chiếc bàn phím dùng riêng cho game hoặc là anh em là fan của Razer thì đây là một sự lựa chọn rất khó để bỏ qua. Và hiện tại chiếc bàn phím này đã có mặt tại Mega và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!